thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn. Ngày 26 tháng 12, việc xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn nhỏ giọt. Gần 5.000 xe hàng tồn ứ tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, cho biết, đến 15 giờ 30 phút hôm nay, ngày 26 tháng 12, có chừng 40 đến 45 xe ô tô chở hàng xuất khẩu, trong đó có khoảng một nửa chở hàng nông sản, hoa quả tươi đến khu vực biên giới làm thủ tục sang Trung Quốc sang tải, bán hàng. Sáng nay, đến 9 giờ phía họ mới cho xe qua biên giới. Tính ra chỉ có khoảng hơn 20 xe được thông quan trong buổi sáng. Hôm qua, ngày 25 tháng 12, có 60 xe thông quan nhưng chỉ có khoảng 20 xe chở hàng nông sản, còn lại là hàng gia công, điện tử, hàng quá cảnh, ông Bộ chia sẻ. Còn tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, trong ngày chỉ có gần 10 xe hàng rỗng của Trung Quốc sang Việt Nam để sang tải hàng. Nhiều xe chở nông sản, hoa quả, bột sắn vẫn chưa được thông quan. Các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn, trong đó có cửa khẩu chính xuất khẩu hàng nông sản như Tân Thanh, huyện Văn Lãng, vẫn chưa được mở cửa, thông thương hàng hóa. Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, ngày 26 tháng 12, phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch gắt gao. Phía Trung Quốc yêu cầu lái xe Việt Nam không được phép vào biên giới Trung Quốc. Thay vào đó, lái xe chuyên dụng Trung Quốc sẽ đến km 0 ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng đón xe về nước. Như vậy, tình hình thông quan hàng hóa, nhất là hàng nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang gặp không ít khó khăn. Hiện nay, số lượng xe ô tô chở hàng nông sản vẫn tiếp tục đến biên giới Lạng Sơn, khiến tổng lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu chờ thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh này còn gần 5.000 phương tiện. Trong đó, có đến hơn 2.800 phương tiện chở nông sản, hoa quả tươi.